Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình làm một cái video về cái chủ đề đóng chuồng nuôi bồ câu. Thì mình có một chút chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn về cách đóng chuồng nuôi bồ câu Pháp hoặc là bồ câu ta ở ngoài trời nhé. Cái này là chuồng dùng để nuôi chim bồ câu ở ngoài trời nhé các bạn. Bây giờ mình quay cho các bạn xem thử cái chuồng này thì họ đóng như thế nào nhé. Ở đây mình lưu ý là cái chuồng này họ đóng hoàn toàn bằng gỗ nha các bạn. Thì các bạn nào đang có ý định đóng chuồng nuôi bồ câu thì các bạn tham khảo video của mình nhé. Ở đây là cái chuồng này người ta đóng đóng hai tầng nha các bạn, ở dưới này một tầng này, ở trên cao này một tầng này, và phía đằng sau này thì ở phía trong là chuồng, cái khu vực để bồ câu nó đẻ. Thì ở đây được được bao đóng bờ bao bởi bằng bằng gỗ hết nha các bạn, và cái thanh gỗ đóng ở xung quanh này này. Đấy. Ở xung quanh tầng trên thì được ngăn cách bởi cả cái thanh gỗ, và tầng dưới nữa. Đấy, như vậy là có hai tầng. Thì cái chuồng này khi mà các bạn đem ra ngoài trời thì các bạn sẽ dùng tôn, các bạn lợp cho nó nhé. Các bạn dùng tôn, bạn lợp cái mái che cho nó tôn. Tốt nhất là các bạn làm cái dùng cái mái tôn làm dốc nhé, để cho nước nó thoát, hoặc là các bạn nếu mà bạn nào có điều kiện thì làm mái bằng bằng làm mái ngói cũng được, thì nó lại bền hơn đấy. Nhưng mà thường thường là người ta hay dùng làm bằng tôn, làm bằng tôn thì nó nhanh hơn và thuận tiện hơn đấy. Đấy, khi đóng thì các bạn chú ý là ở phía trước này các bạn phải để các cái giá nhé, cái giá để cho chim bồ câu nó đứng ở đây này. Khi nó đứng nó sưởi nắng, hoặc là nó đứng nó để cho nó sưởi nắng rồi nó rỉa lông đấy ra ngoài. Bờ hiên này dùng mục đích là để cho chim bồ câu nó chơi, và nó đi vào cái ổ phía trong này này đấy, đóng một cái thanh ở đây để làm nơi chim bồ câu nó đứng ở phía trước tổ. Thì hồi trước mình có cái này là thợ thợ họ họ cắt cho các bạn ạ. Bởi vì hồi trước mình có ý định là làm chuồng nuôi bồ câu rồi, nhưng mà thực ra thì đối với chuồng nuôi bồ câu bằng gỗ ấy, thì cái khó đóng nhất ấy, khó làm nhất đấy là cái đục cái lỗ tròn này này. Lỗ tròn này, nếu như bạn nào ở nhà mà các bạn có máy ấy, thì các bạn khoanh khoanh đánh dấu cái lỗ này, xong các bạn lấy máy các bạn cắt
nha. Còn nếu các bạn không có máy thì các bạn dùng đục đấy, ở ngoài quê ở nơi mình hay gọi là cái đục đấy, đục đục lỗ. Nhưng mà thực ra là đục rất là khó các bạn. Đục tôi hết cái lỗ tròn này thì rất là lâu, làm mất thời rất là mất thời gian mà nó lại không đẹp. Đấy thì tốt nhất là các bạn nên nếu các bạn nào tự đóng thì tốt nhất là cái lỗ tròn này thì các bạn nên ra nhờ thợ họ cắt cho nó nhanh, dùng máy họ cắt cho nó nhanh nhá. Còn đục rất lâu. Đấy, có khi mình đục không được luôn đấy. Đấy là cái khó nhất là đóng cái lỗ tròn. Còn các cái thanh ngang này, cái thanh gỗ này thì đóng đơn giản thôi, chỉ cần là các bạn đo rồi cắt các cái thanh nó đều nhau là mình đóng đinh vào là xong thôi, không có gì cả. Đấy. Đấy, ngoài ra thì nếu các bạn nào mà không có gỗ thì các bạn có thể làm cái chuồng này bằng hoàn toàn bằng tôn cũng được. Đấy. Cái mặt trước này là dùng tôn hết này, mình dùng tôn nhé, dùng tôn rồi mình dùng máy dùng cắt cắt cái lỗ này thôi. Đấy. Đấy thì cả cái lỗ này các bạn đo cái đường kính là khoảng bằng cái bát cơm thôi các bạn. Đường kính nó khoảng bằng cái bát cơm nhưng mà to hơn chút nữa. Đường kính nó to hơn cái bát cơm một chút xíu nhá, để cho chim bồ câu nó vào ra cho dễ. Và chiều sâu của nó thì khoảng chiều sâu của cái chuồng này thì khoảng 40 cm. Sâu vào phía trong là khoảng 40 cm nhá. Và chiều ngang từ cái ổ bên này. Chiều ngang từ bên này sang bên này là khoảng 30. Đấy, phải là một ngăn bồ câu đẻ thì chiều ngang khoảng 30 và chiều sâu khoảng 40 là vừa. Đấy, chiều cao thì khoảng cũng khoảng 30. Đấy, phải là một ô để cho chim bồ câu nó đẻ thì các bạn làm khoảng là chiều cao 30, chiều rộng 30 và chiều sâu khoảng 40. Để chim bồ câu nó ở trong đấy nó đẻ nha. À, các bạn lưu ý là đối với chim bồ câu thì nó có cái đặc điểm là nó thích chuồng đẹp nha các bạn. Đấy, nếu các bạn làm ổ đẹp thì nó mới chuồng đẹp thì nó mới ở và nó mới đẻ. Còn nếu các bạn làm chuồng xấu là nó không ở đâu. Nên là ở đây thì đối với cái chuồng này thì nếu mà gỗ bình thường thì nó sẽ có màu xám, nhưng mà ở đây thì để làm cái chuồng này nó đẹp, đấy, nó kích thích bồ câu ở để tưng thì đã được sơn. Đấy, cái chuồng này đã sơn màu xanh rồi, rất là đẹp các bạn ạ, nhìn ngoài rất là đẹp. Đấy, chim bồ câu thì nó rất là thích màu, thích cái chuồng đẹp, cho nên các bạn làm cái chuồng càng đẹp càng tốt nha. Và một vấn đề là khi mà các bạn đem cái chuồng này ra ngoài trời ấy, các bạn lợp bằng tôn hoặc là lợp bằng ngói, và các bạn dùng giá các bạn treo lên tường hoặc là các bạn dùng chân bê tông, các bạn dùng chân bê tông bác đỡ cái chuồng này lên. Thì thực ra cái chuồng bồ câu mà các bạn đóng bằng gỗ thì nó tương đối là nặng nhá, cho nên mà để được sử dụng lâu dài thì tốt nhất là các bạn chôn bốn cái cọc bê tông, bốn chôn bốn cọc bê tông và chúng ta giằng giằng dây để cái chuồng bồ câu lên phía trên. Đấy, nếu mà các bạn làm bằng chuồng bằng bằng tôn sắt nhẹ thì nó lại đơn giản hơn. Các bạn có thể là dùng giá, các bạn dùng dây, các bạn treo lên tường cũng được. Đấy, tùy cái trọng lượng của chuồng chim bồ câu nha các bạn. Và khi các bạn làm chuồng chim bồ câu thì lưu ý là đối với chim bồ câu mà càng nhiều ấy, thì các bạn phải làm ổ đẻ, các cái ô chuồng càng nhiều vào, nếu không là chim bồ câu nó giành nhau, nó sẽ đánh nhau và nó giành nhau ổ để nó đẻ. Để chim bồ câu mà nuôi mà để nó đánh nhau thì rất là nguy hiểm các bạn ạ. Cho nên là căn tùy vào cái số lượng chim bồ câu mình nuôi mà các bạn đóng cái ô chuồng cho phù hợp nhá. Đấy thì thông thường là ví dụ như là các bạn nuôi 10 cặp bồ câu thì các bạn đóng ít nhất cũng phải được 7-8 ô chuồng. Đấy, để cho các con các cặp lân thuyên nó đẻ. Chứ nếu mà các bạn nuôi 10 cặp mà chỉ khoảng được 5 ô chuồng thì là không đủ cho chim bồ câu nó đẻ, là nó sẽ đánh nhau, nó giành nhau. Đấy.
Rồi đây là cái video mình về hướng dẫn về cách đóng chuồng chim bồ câu nhé. Nếu đối với thực ra thì chuồng chim bồ, nói tóm lại là chuồng chim bồ câu thì nó đóng nó cũng nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà các bạn nào làm không quen thì tốt nhất là các bạn nên nên nhờ thợ họ làm cho nhé. Bởi vì đóng chuồng chim bồ câu cũng không không dễ lắm đâu các bạn ạ. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng không dễ lắm đâu. Thì video này mình làm với mục đích là hướng dẫn các bạn đóng chuồng chim bồ câu thôi. Và còn cái video hướng dẫn nuôi chim bồ câu ấy, chăm sóc chim bồ câu ấy thì mình cũng có làm ở trong kênh của mình rồi. Bạn nào quan tâm thì truy cập kênh của mình để tham khảo cái video hướng dẫn về cái kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp nhé. Rồi, thì video của mình đến đây là hết. Thì hy vọng là với một cái kinh nghiệm nhỏ của mình thì các bạn tham khảo để có cái cách đóng chuồng chim bồ câu cho phù hợp với cái điều kiện cái của gia đình mình. Rồi, chúc các bạn sức khỏe và nuôi được thật nhiều chim bồ câu nhé. Xin kính chào các bạn nhé.